Người đến 50 tuổi, buổi tối cấm ăn 5 món này, kèo máu dồn lên não, có ngày sốc chết đột tử. Chào mừng bà con cô bác đang theo dõi kênh An Tâm Sống Khỏe. Bà con cô bác thân mến, ngày nay chúng ta bắt đầu quan tâm nhiều hơn đến vấn đề sức khỏe, tuổi thọ của mình. Rất nhiều thực phẩm thực sự bổ dưỡng nhưng nếu ăn không đúng thời điểm, ăn vào buổi tối thì có thể gây phản tác dụng. Trong khi có một số thực phẩm nếu ăn gần giờ đi ngủ cũng có thể khiến bà con khó chìm vào giấc ngủ hơn. Ngược lại thì có một số loại có thể gây ra những phản ứng như là chứng ợ nóng vào ban đêm. Theo đó, bà con nên ăn một bữa tối thật nhẹ nhàng, tránh ăn tối quá muộn, ăn vặt trước giờ đi ngủ. Và dưới đây là một số thực phẩm mà bà con nên tránh ăn vào ban đêm. Hãy tham khảo để chăm sóc sức khỏe bản thân và gia đình được tốt hơn nhé! Đầu tiên là đồ ăn chứa quá nhiều dầu mỡ, đồ chiên rán. Với những thức ăn có chứa rất nhiều chất béo và dầu mỡ, chẳng hạn như là pizza, hamburger, khoai tây chiên, gà rán, vân vân, thì chúng ta nên hạn chế ăn vào buổi tối, bởi vì nó sẽ khiến bà con cảm thấy rất đầy bụng vào sáng hôm sau, và dạ dày của chúng ta cũng phải làm việc quá sức để có thể tiêu hóa được hết. Thông thường thì những món ăn chiên xào thường hấp dẫn vị giác, bởi nó kích thích vị giác, giúp việc ăn uống trở nên ngon miệng hơn. Tuy nhiên, nếu như chúng ta thường xuyên ăn nhiều đồ ăn chiên rán vào buổi tối, thì có nguy cơ bị béo phì, thừa cân, tim mạch là rất cao. Thực phẩm có chứa nhiều dầu mỡ thì thường chứa lượng cholesterol cao hoặc là các món nội tạng động vật. Nếu mà ăn vào buổi tối thì cũng sẽ làm tăng gánh nặng cho hoạt động của đường ruột, dạ dày, gan, túi mật và tuyến tụy. Khi các cơ quan tiêu hóa phải làm việc nhiều sẽ kích thích trung tâm thần kinh, ảnh hưởng đến chất lượng giấc ngủ của bà con. Đặc biệt đối với những bệnh nhân đang điều trị bệnh thì chúng ta cần phải kiểm soát chặt chẽ việc ăn uống. Ngoài ra thì việc ăn quá no vào buổi tối cộng thêm với lượng dầu mỡ nhất định cũng khiến chúng ta cảm thấy rất đầy bụng, tức bụng và ảnh hưởng xấu đến chức năng tiêu hóa, từ đó ảnh hưởng tới chất lượng giấc ngủ. Do đó vào buổi tối, bà con nên chọn các món ăn nhanh, nhẹ, tránh những thực phẩm chiên rán hoặc những thứ quá chứa nhiều dầu mỡ. Thứ hai, sô-cô-la và đồ ngọt. Nhiều người thường thích ăn các món tráng miệng, đồ ngọt sau bữa tối. Ăn như vậy sẽ tạo cảm giác đó là một bữa ăn thực sự hoàn chỉnh, hoặc là đôi khi chúng ta sẽ ăn hoa quả ngay sau khi ăn bữa ăn tối, sang hoặc sạch miệng hơn. Nhưng trên thực tế thì các chuyên gia cũng cho rằng các chất ngọt vào bữa tối sẽ tạo ra các gánh nặng lên hệ tiêu hóa. Mặt khác thì món ăn tráng miệng chứa đường đa phần là những món ăn rất khó tiêu vào ban đêm. Chúng sẽ nằm yên trong cơ thể, nhanh chóng chuyển đổi thành chất béo, dễ dẫn đến bệnh béo phì. Tác hại của bệnh béo phì đã được cảnh báo quá nhiều bởi thời gian nó sẽ làm dẫn đến bệnh tim mạch, nguy hiểm đến tính mạng hoặc là suy giảm tuổi thọ của bà con. Trong đó thì sô-cô-la là một trong những loại thực phẩm được rất nhiều người yêu thích, đặc biệt là đối với những người trẻ. Tuy nhiên thì mọi loại sô-cô-la đều có chứa caffeine nhất định, một chất có thể kích thích giúp chúng ta tỉnh táo và không buồn ngủ. Vì vậy, nếu bà con ăn sô-cô-la vào buổi tối, đặc biệt là lúc trước khi đi ngủ, có thể sẽ khiến cho cơ thể bà con không thể nào rơi vào trạng thái tĩnh tâm để có thể đi vào giấc ngủ, gây ra tình trạng khó ngủ và trằn trọc. Điều này thì sẽ không hề tốt cho sức khỏe, vì chúng sẽ làm trì hoãn thời gian nghỉ ngơi của cơ thể sau một ngày dài hoạt động nặng nhọc. Ngược lại, đối với đồ ngọt thì các loại thức ăn cay nóng cũng rất có hại cho dạ dày mà bà con cũng không nên sử dụng vào buổi tối. Mặc dù các loại gia vị có thể là chữa bệnh, thế nhưng mà nếu chúng ta ăn vào buổi tối thì có thể khiến bà con bị rối loạn tiêu hóa và phải thức dậy rất nhiều lần trong khi đi ngủ. Ngoài ra thì khi đồ ăn cay nóng vào buổi tối cũng sẽ làm tăng nhiệt độ trong cơ thể, khiến chúng ta bị nóng trong người, cảm giác rất khó chịu và bức bối. Các loại thực phẩm cay thường gây nóng hoặc là kích thích giác quan, thậm chí là gây ra chứng ợ nóng và ảnh hưởng đến hệ tiêu hóa, làm rối loạn dạ dày. Nếu chúng ta ăn đồ cay trước khi đi ngủ có thể gây khó chịu cho cơ thể, hậu quả là khiến bà con không ngủ được ngon giấc, cơ thể sẽ mệt mỏi vào sáng hôm sau và từ đó thì hiệu quả làm việc cũng sẽ suy giảm đi. Thứ ba, cà phê và đồ uống có cồn. Cũng giống như chocolate, sô-cô-la thì cà phê chứa một lượng caffeine cực kỳ lớn, kích thích hệ thống thần kinh trung ương, ngăn chặn các cơn buồn ngủ của bà con nếu chúng ta uống chúng vào buổi tối. Và đó là lý do vì sao bà con không được uống cà phê vào buổi tối nếu không muốn bị mất ngủ. Bên cạnh đó thì việc sử dụng cà phê vào buổi tối còn gây ra tình trạng huyết áp tăng cao, vàng răng, tăng cholesterol trong máu và gây hại cho dạ dày của bà con. Tương tự thì các loại đồ uống có cồn chủ yếu là rượu và bia. Nếu sử dụng một ly nhỏ vào buổi tối thì chúng có thể khiến bà con nhanh chóng đi vào giấc ngủ nhưng lại không ngủ được ngon giấc. Ngoài ra thì còn khiến các van nối dạ dày và thực quản bị nới lỏng, khiến cơ thể không giữ được thức ăn tại đúng vị trí, gây ra hiện tượng trào ngược axit dạ dày. Vì vậy tốt nhất là chúng ta nên hạn chế uống rượu bia hoặc là chỉ uống khoảng 4 đến 6 tiếng trước giờ đi ngủ. Ngoài ra thì bà con cũng không nên sử dụng nước có ga hay là đồ ngọt, đồ uống chứa đường vào buổi tối. Nếu sử dụng vào buổi tối sẽ gây ra các vấn đề về dạ dày, dễ bị chứng khó tiêu và trào ngược axit dạ dày. Còn riêng với đồ ngọt thì có chứa quá nhiều đường, nó sẽ khiến cho lượng đường trong máu của bà con tăng quá cao, gây nên chứng khó ngủ, tăng cân không kiểm soát.
Thứ tư, thực phẩm chứa nhiều nước. Trái cây rất tốt cho sức khỏe, giúp bổ sung vitamin, khoáng chất và chất xơ. Tuy nhiên không phải chúng ta muốn ăn trái cây lúc nào thì cũng được, đặc biệt là đối với những trái cây có múi giàu vitamin C như là cam, quýt hay bưởi. Ăn những thực phẩm này gần giờ đi ngủ thì cũng đồng nghĩa với việc bà con đang ngủ với tình trạng căng đầy bàng quang, có thể khiến bà con phải thức dậy quá nhiều lần để đi vệ sinh vào giữa đêm và điều đó cũng sẽ ảnh hưởng đến chất lượng giấc ngủ của bà con. Ngoài ra thì khi ăn vào buổi tối, các loại quả vitamin C sẽ bị hóa thành trì trong bụng của chúng ta, gây ra chướng bụng, nặng bụng. Đồng thời thì các chất chua cũng sẽ làm tăng thêm hàm lượng axit trong dạ dày, gây khó tiêu, dễ dẫn đến tình trạng viêm loét dạ dày. Ăn nhiều vào buổi tối còn dẫn đến khí đầy trong bụng, gây chướng bụng, làm chúng ta khó khăn trong việc tiêu hóa thức ăn. Do đó, bà con nên hạn chế ăn những loại trái cây này sau bữa ăn tối. Và nếu muốn ăn thì chúng ta hãy ăn với một lượng rất nhỏ thôi, cách bữa cơm tối khoảng 30 phút để thức ăn được tiêu hóa bớt. Cố gắng là tránh các loại thực phẩm có hàm lượng nước cao như là cần tây, dưa hấu, dưa chuột, v.v. Thứ năm là thịt đỏ và các thực phẩm giàu canxi. Thịt đỏ chứa rất nhiều đạm và chất béo nên cơ thể của chúng ta cần rất nhiều thời gian để có thể tiêu hóa các loại thực phẩm khác. Do đó, muốn có một giấc ngủ sâu, bữa tối thì bà con hãy tránh ăn thịt đỏ mà hãy chọn những thực phẩm dễ tiêu hơn, chẳng hạn như thịt trắng, ức gà, hoặc là thịt cá, thịt tôm, rau xanh hay là ho cà tươi. Bên cạnh đó, bà con cũng cần nhanh chóng xóa tên những món ăn giàu canxi trong thực đơn dành cho bữa tối như tôm, hải sản, có sụn và những thực phẩm chứa nhiều canxi khác. Và buổi tối, đặc biệt là trước khi đi ngủ, thì các cơ quan trong cơ thể cũng sẽ ở trạng thái nghỉ ngơi. Nếu mà chúng ta dung nạp quá nhiều lượng canxi, cơ thể sẽ không kịp thời hấp thụ và cũng không thể đào thải hết, tích lũy lại trong thận và gây ra đường tiết niệu, gây sỏi. Ngoài ra, bà con cũng không nên ăn gừng vào buổi tối đâu nhé. Gừng là một gia vị có tính nhiệt rất cao, có tác dụng làm ấm cơ thể, xua tan lạnh giá, làm ấm dạ dày, phát huy tác dụng lưu thông máu. Buổi sáng mà chúng ta ăn gừng thì có thể là tăng tốc độ lưu thông máu, giúp cơ thể trở nên tỉnh táo và minh mẫn tinh thần, toàn bộ cơ thể cũng sẽ trở nên ấm áp. Tuy nhiên, nếu bà con sử dụng vào ban đêm và ăn gừng sẽ khiến cho tinh thần của chúng ta bị hưng phấn một cách thái quá, ảnh hưởng lớn đến chất lượng giấc ngủ của bà con. Khi cơ thể cần nghỉ ngơi thì hãy để các cơ quan chức năng bên trong làm việc, thì gừng lại trở thành tác nhân cản trở nhịp sống bình thường của cơ thể. Điều này nếu diễn ra một cách thường xuyên sẽ gây thiệt hại và xáo trộn không cần thiết cho cơ thể, đồng thời cũng sẽ làm đảo lộn quá trình làm việc bình thường vào ban đêm của các cơ quan quan trọng như là gan hay thận. Các loại rau họ cải cũng tương tự như vậy. Có một số loại rau họ cải như bông cải xanh, súp lơ trắng chứa rất nhiều vitamin, nhưng chúng cũng chứa một lượng lớn chất xơ không hòa tan, cần thời gian lâu hơn để có thể tiêu hóa. Ăn những loại rau này trước khi đi ngủ thì cũng có nghĩa là cơ thể có thể phải tiếp tục làm việc để tiêu hóa chúng trong khi ngủ. Điều này có thể khiến cho bà con không được có một giấc ngủ ngon giấc. Sữa và các sản phẩm từ sữa thì cũng không phải là một thực phẩm nên sử dụng quá nhiều vào buổi tối. Những người bị nóng gan nếu muốn uống sữa vào ban đêm thì cũng giống như là hành động đổ dầu vào lửa vậy. Gan của bà con sẽ càng nóng gan thêm, không còn đủ sức để có thể đảm nhận chức năng thải độc. Sau khi gan bị nóng sẽ xuất hiện cảm giác khát nước, háo nước liên tục. Bà con sẽ thức dậy nhiều lần và trở thành nạn nhân của bệnh mất ngủ. Khi bị nóng gan cũng sẽ sinh ra các chứng dị ứng và một số triệu chứng khác như là khó tiêu hay các vấn đề bất cập đối với sức khỏe phát sinh sau đó. Nếu bà con ăn phô mai, phô mát vào buổi tối cũng có thể dẫn đến chứng khó tiêu và đầy bụng. Lượng chất béo còn khiến bà con bị tăng cân một cách chóng mặt. Bên cạnh đó thì các chất béo bão hòa, cholesterol cũng có khả năng làm tăng nguy cơ mắc các bệnh lý về tim mạch. Thay vì ăn nhiều thực phẩm không tốt cho sức khỏe kể trên vào buổi tối, bà con hãy thay đổi bằng chế độ ăn uống đa dạng, dinh dưỡng và phù hợp cho sức khỏe hơn nhé. Bà con hãy ăn nhiều chất xơ vào buổi tối sẽ tốt hơn. Chất xơ vô cùng thân thiện vào chế độ ăn uống của bất kỳ ai, nên ăn tối với các thực phẩm giàu chất xơ. Vì thế không chỉ đảm bảo ít calo lạp vào hơn và còn giúp bà con giảm cân nhanh chóng và dễ dàng. Chất xơ có thể chống lại các tác động gây hại cho cơ thể do ăn quá nhiều đường. Bà con nên ăn những thực phẩm giàu chất xơ như đậu lăng hay là các loại đậu, rau củ quả vào bữa tối để giảm mỡ bụng. Súp lơ xanh chứa 92,1% nước và hàm lượng dinh dưỡng rất cao, do đó nó sẽ có tác dụng làm giảm lượng cholesterol, kích thích quá trình trao đổi chất, đốt cháy mỡ bụng nhờ axit tự nhiên dồi dào. Bà con cũng chỉ nên tiêu thụ protein nạc cho các bữa tối. Protein là một phần quan trọng của chế độ ăn uống cân bằng và nó không thể thiếu trong thực đơn bữa tối của những người đang muốn giảm cân. Tuy nhiên, không phải tất cả các nguồn protein đều tốt như nhau. Do đó, khi ăn vào buổi tối, đặc biệt là khi bà con muốn giảm cân, thì hãy chỉ ăn protein nạc từ các loại thịt gà, thịt cá sẽ tốt hơn là thịt đỏ. Những thực phẩm này có ít chất béo và calo, nên bà con sẽ không lo ngại rằng buổi tối ăn gì để có thể giảm cân một cách hiệu quả. Ăn khoai lang thay vì ăn khoai tây vào buổi tối.
Ăn khoai lang thay cho khoai tây là một cách đơn giản để có thể tăng giá trị dinh dưỡng của bữa tối và góp phần vào sự thành công của việc giảm cân của bà con. Mặc dù khoai tây cung cấp một số kali và chất xơ, nhưng khoai lang lại có nhiều dinh dưỡng hơn như protein, chất xơ, vitamin A. Không những thế, khoai lang còn có hàm lượng calo rất thấp nên bà con hoàn toàn yên tâm, không no nó sẽ ảnh hưởng đến cân nặng của bà con. Bà con vẫn nên sử dụng đường và chất béo tốt. Giảm cân không đồng nghĩa với việc bà con cự tuyệt chất béo và đường, bởi những chất này cũng rất cần cho sự phát triển của cơ thể. Chỉ tầm khoảng 15 đến 25 g, tức là khoảng 30 đến 35% lượng calo. Hãy thay thịt bò và phô mai bằng các chất béo đơn chưa bão hòa như dầu ô liu, dầu mè, bơ, quả hạch và các loại hạt. Bà con cũng nên lưu ý là đừng ăn quá nhiều chất béo và đường để có thể tránh tình trạng nạp quá nhiều calo so với lượng calo tiêu hao. Sử dụng thêm các loại đậu vào bữa tối. Các loại đậu có thể sử dụng để chế biến thành các loại ngũ cốc để giảm cân hoặc là tăng cường sức khỏe. Thông thường thì chúng ta sẽ sử dụng 5 loại đậu chính và mỗi một loại đậu đều có các thành phần dinh dưỡng, công dụng riêng. Chẳng hạn như đậu đen nhiều chất xơ, giảm lượng cholesterol trong máu. Trong khi đậu xanh thì giúp giải nhiệt, đậu đỏ giúp làm đẹp da, vân vân. Sự kết hợp hoàn hảo giữa 5 loại đậu sẽ giúp ích cho việc giảm cân, vóc dáng thon gọn và đẹp da cho bà con. Các loại hạt. Nếu bà con đang băn khoăn là ăn gì để có thể giảm cân thì các loại hạt là một gợi ý rất tuyệt vời. Các loại hạt không chỉ chứa nguồn năng lượng dồi dào cho cơ thể mà nó còn giúp giảm cân một cách hiệu quả. Các loại hạt tốt cho việc giảm cân như hạt óc chó, hạt điều, đậu phộng chứa rất nhiều protein, tạo cảm giác no lâu, từ đó giúp bà con hạn chế việc nạp thêm thức ăn vào cơ thể. Ngoài ra thì các loại hạt từ ngũ cốc còn chứa rất nhiều chất xơ, chỉ số đường thấp nên bà con ăn thì cũng hoàn toàn không sợ gây béo phì đâu nhé. Bà con cô bác thân mến, trên đây là tổng hợp một số thực phẩm mà bà con không nên sử dụng nhiều vào buổi tối nếu không muốn mất ngủ và gây hại cho sức khỏe của bản thân cũng như là gia đình mình. Hy vọng rằng những thông tin vừa rồi đã mang đến những kiến thức hữu ích cho bà con cô bác. Thay mặt những người làm chương trình, xin kính chúc bà con cô bác luôn có thật nhiều sức khỏe và niềm vui trong cuộc sống. Còn bây giờ thì xin kính chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau trên kênh An Tâm Sống Khỏe.